Tính rồi sao? Mà anh hùng cứu mỹ nhân đó không phải là quá nguy hiểm sao? Tại sao tao ở đây? Còn Kim Cương đâu? Chẳng phải tao nhờ mày đưa Kim Cương về chỗ chú Thiết rồi sao? Mày khỏi cần lo, tao đã đưa Kim Cương về tới nhà an toàn rồi. Nhưng mà có chuyện này, tao muốn hỏi, mày trả lời thật lòng tao. Có phải là mày muốn cố tình làm xấu hình ảnh của tao trước mặt Kim Cương, để mày ghi điểm cho bản thân không? Mày nói cái gì vậy? Không lẽ mày nghi ngờ tao sao? Tại sao mày lại biết bọn bắt cóc đó chọn nơi đó làm xào huyệt, trong khi đàn em của chú Trung á tìm kiếm mấy ngày? Diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Con Gái Bố Già, 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy trên truyền hình Vũ Hán 1. Quý khán giả có thể xem lại đầy đủ các tập đã phát sóng qua ứng dụng THVLI trên Google Play hoặc App Store.